Xin hỏi anh là sắp bắt đôi tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là chân một chút nương tay. Xin hỏi anh là không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều. Việt Nam lòng nào làm ngơ trước ngoài xâm lược.